Vậy anh thích tính cách nhiệt tình hay là tính cách lạnh lùng? Tôi thích kiểu lạnh lùng. À, anh thích tuổi tác lớn hơn anh hay là nhỏ tuổi hơn anh? Nhỏ hơn tôi. Vậy anh thích cô gái mạnh mẽ hay là kiểu người dịu dàng? Tôi thích kiểu người dịu dàng. Quả nhiên là người dịu dàng. Vậy tổng kết lại nha, cô gái mà Tịch Tổng đầy thích đại khái là tóc dài, tính cách lạnh nhạt, nhỏ tuổi hơn anh, hơn nữa là cô gái có vẻ ngoài xinh xắn. Ồ, vậy là giống chị rồi. Còn đừng có nói bậy nha, đó là chị gái con đó. Đừng tự mình đa tình nữa. Người này là con gái của nhà họ Lý, vừa mới du học từ nước ngoài về, học về quản lý tài chính. Giới si thần của nhà chị xứng đôi nhất đó. Còn người này là cháu gái của bà Trương. Đẹp đúng không? Tính cách của cô ấy còn rất dịu dàng, rất thích hợp để cưới về làm vợ. Cô muốn bán được sản phẩm thì nói gì cũng được hết á. Đương nhiên, tôi có thể đưa cho bà Giảng xem. Đương nhiên là phải thông qua sự tuyển chọn tỉ mỉ của tôi rồi. Bà Giảng à, bà đối với hôn sự của cháu trai mình đúng là để tâm thiệt nha. Si thần chỉ còn một người dì ruột là tôi thôi. Nếu như tôi không để tâm, còn ai lo hôn sự của nó chứ? Tôi thấy cháu trai của bà cũng yêu cầu cao quá. Lần trước giới thiệu hai người, một người cũng không chịu gặp. Nó thường xuyên nói bận không có thời gian. Tôi thực sự không biết nó thích mẫu người nào nữa. Nè, bà Mạc à, gia trân nhà của bà với si thần hình như là rất xứng đôi đó. Hơn nữa mấy năm nay, ưu thế của cô bên phát triển nhanh như vậy, đúng là môn đăng hộ đối rồi. Gia thế xứng hay không là chuyện nhỏ, chuyện chủ yếu là tính cách con gái tôi nó không có dáng vẻ của một tiểu thư. Sợ là tổng giám đốc Tịch không thích nó. Nè, vậy thì chưa chắc nha. Mấy cô gái trước chính vì tỏ vẻ tiểu thư quá, cho nên cháu trai của bà mới không thích đó. Phải rồi bà. Tôi vẫn chưa gặp được con gái nhà bà. Có ảnh chụp của nó không? Có chứ. Tôi cho cô xem nè. Đây là gia trân nhà tôi đó. Rất được, xinh đẹp lắm. Ôi trời ơi, được cái gì chứ? Con gái tôi đối với việc thừa kế sản nghiệp, nó không có chút hứng thú gì hết. Đòi làm luật sư cho bằng được. Tôi cũng hết cách với nó rồi. Đành phải hy vọng tìm một con rể đáng tin cậy. Cô xem nè. Hợp đồng chung của lần này, toàn bộ lấy danh nghĩa của bên A tiến hành giao lưu với bên ngoài, trao đổi thông tin, quan ngại hỗ trợ. Quảng cáo, đàm phán, ký kết. Bên A dùng cảm ơn em nha Á Lợi. Lần này cũng nhờ có em giúp anh tìm bác sĩ Liêu mới có thể đưa Tiểu Tiểu trở về từ ranh giới sống chết. Không cần phải cảm ơn em đâu, đây là điều em nên làm mà. Em và Tiểu Tiểu quen biết nhiều năm như vậy, từ lâu em đã xem nó như em gái ruột của em rồi. Cho dù không có anh, em cũng sẽ cứu nó. Cảm ơn em. Với lại xin lỗi em nữa. Nếu như có được thần thích hợp, bất luận phải trả giá ra sao, anh cũng phải trị khỏi cho Tiểu Tiểu. Chỉ tiếc là Diệp Lận à, đừng bi quan như vậy. Tiểu Tiểu rất lương thiện, ông trời sẽ không nhẫn tâm với nó như vậy đâu. Cảm ơn em Á Lợi.
Anh đối với em như vậy, em vẫn còn chăm sóc cho Tiểu Tiểu. Nhưng mà có một số chuyện anh thực sự không làm được. Diệp Lận à, đừng nói nữa. Dù sao trái tim của em cũng đã chịu nhiều nỗi đau rồi, không thể chấp nhận thêm bất cứ đả kích nào nữa. Si thơ gà, đời đã. Dì Tinh, sao vậy? Phải rồi, chủ nhật này con rảnh không? Bạn của dì có đứa con gái ấy. Dì Tinh à, xin lỗi nha. Dạo này con thật sự rất bận, không có thời gian nghĩ mấy chuyện này. Chỉ là dì Tình quan tâm tới con thôi. Con coi đó, con lớn như vậy rồi, nhà họ Tịch chỉ có mình con thôi. Dì không quan tâm hôn sự của con thì ai quan tâm hả? Hơn nữa lần này con gái của nhà họ Mạc á, cô ấy cỡ tuổi của An Kiệt, tính tình lại rất tốt nữa, không có tính khí tiểu thư. Con đi gặp đi, có tốn thời gian của con đâu. Nhà họ Mạc, Gubin. Đúng, chính là Gubin. Tổng giám đốc Mạc thì chắc con từng gặp rồi. Quảng cáo mới nhất của họ cũng là do tụi con làm đó. À phải, con đã từng gặp nhưng mà không thân. Không sao đâu, một lần lạ hai lần thân mà. Bà Mạc cũng nói rồi, con gái của bà ấy đối với việc thừa kế sản nghiệp mà không có hứng thú. Ý cô dì muốn nói, cô gái này vô tư lắm, rất là hợp với con đó. Xem mắt. Xem mắt. Mẹ ơi, con nói với mẹ rồi, con vừa mới tốt nghiệp thạc sĩ thôi, con mới mấy tuổi chứ, sao lại nóng vội bắt con đi xem mắt hả? Con đã nói với ba mẹ rồi, con từ chối cái kiểu hôn nhân gì là ít tầm thường. Đừng nói là ba mẹ chơi con ở nhà ăn bám nha. Đứa con gái vô lương tâm này, đâu có ai nói ba mẹ mình như con vậy chứ. Con gái à, nếu như bây giờ con thực hiện ước mơ luật sư của con, vậy thì ba mẹ đành phải tìm một con rể tài giỏi để kế thừa sản nghiệp thôi. Mẹ không sợ tìm nhà một con sói về nuốt hết sản nghiệp sao? Vậy còn hơn là nuôi một đứa con lỗ vốn đó. Mẹ ơi, mẹ nói gì vậy? Nuôi con mà lỗ vốn hả? Mẹ là một người phụ nữ mà gây cản trở cho chủ nghĩa nữ quyền, vậy mà nói nuôi con gái là lỗ vốn hả? Vậy con nói coi, tốt nghiệp cho đến bây giờ có văn phòng luật sư nào chịu nhận con không? Tóm lại, thời gian địa điểm mẹ đã nói với con rồi. Nếu như mà con không chịu đi, mẹ với ba con cắt đứt quan hệ với con. Sau này ha, con á cứ lang thang ngoài đường đi ha. Mẹ ơi. Thôi được rồi, được rồi, đừng có giả vờ nữa. Giả vờ kiểu gì cũng vô ích thôi. Được rồi, đi thì đi. Dạ xin chào cô. Cô muốn làm kiểu tóc gì? Cái kiểu xấu như anh ta á. Cô có ý gì hả? Ý, anh trai, ngồi xuống. Gần xong rồi. Sao hả? Nghe nói anh chính là người muốn xem mắt tôi đúng không? Xin chào. Uống gì không? Uống
nước ép đi. Phục vụ, cho một ly nước ép, một ly cà phê đen, cảm ơn. Tôi muốn hỏi tổng giám đốc Tịch, một nhân vật lớn như vậy sao phải xem mắt tôi chứ? Tôi xem tạp chí thấy nói mẫu người anh thích cái gì mà tóc dài nè, lạnh nhạt, nghệ sĩ thích vẽ tranh. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, An Kiệt thích hợp hơn tôi nhiều. Xem ra cô còn nhớ rất rõ. Tổng giám đốc Tịch đừng nói như vậy, tôi thấy áp lực lắm. Cô Mạc à, cô cảm thấy cảm giác tôi mang tới cho cô là gì? Cảm giác hả? Cảm nhận trực quan. Nói thật được không vậy? Nhân vật nguy hiểm, đi đường tốt nhất nên đi vòng. Lucifer, đã má dương, tóm lại không được tới gần. Tôi đáng sợ tới vậy sao? Anh đừng nhìn tôi như vậy, anh nhìn tôi như vậy tôi thấy sợ lắm á. Chuyện là gì? Tôi có một người bạn thân, tiêu chuẩn chọn người yêu của cậu ấy thật ra rất gần giống An Kiệt. Tôi muốn giúp cậu ấy tìm hiểu xem cái mà An Kiệt cái đó đó. Đúng. Người bạn thân à? Không phải anh thật sự. Tổng giám đốc Tịch, tôi là bạn thân tốt nhất của An Kiệt nên tôi cần phải thay cậu ấy hỏi một câu. Anh có mục đích gì đây? Tôi có thể có mục đích gì? Anh thật lòng hả? Tôi đã nói rồi mà, cuốn tạp chí đó viết cái nào cũng giống An Kiệt, chẳng trách. Cô Mạc à, tôi hy vọng là về chuyện này cô có thể giữ bí mật giúp tôi. Tôi không nói, tôi không nói đâu. Nhưng mà An Kiệt, nói dễ theo đuổi cũng dễ á. Anh biết tính của An Kiệt rồi đó. Cô ấy trong nóng ngoài lạnh, cứng miệng mềm lòng. Anh theo đuổi cô ấy chỉ cần duy trì một nguyên tắc, trong điều kiện cô ấy không phản cảm với anh, đeo bám không buông. Thứ nhất chính là làm cô ấy quen với sự thân mật của anh. Tốt nhất phải có chút tiếp xúc cơ thể. Anh có biết lúc học đại học tôi vì muốn làm bạn tốt của An Kiệt, mỗi ngày đều lao vô ôm lấy cô ấy, phải tốn rất nhiều sức lực á. Cuối cùng An Kiệt chủ động ôm tôi, vậy là tôi thành công rồi. Còn cái thứ hai, đó chính là có chung sở thích. An Kiệt học cái gì ta? Cô ấy học nghệ thuật. Vậy anh đâu thể nào gọi điện thoại nói An Kiệt, em ra đây đi hát với anh đi. Vậy anh phải nói An Kiệt, em cùng anh đi xem triển lãm tranh đi, em cùng anh đi xem triển lãm nghệ thuật đi. Vậy thì tỷ lệ thành công mới cao. Thứ ba chính là sự lãng mạn trong thiên hạ đều hữu dụng hết. Nhìn An Kiệt vậy thôi, chứ cô ấy cũng là người có trái tim thiếu nữ, cho nên hoa hồng, bữa tối lãng mạn, làm hết tất cả, không cần cay kiệt đều được hết. Tưởng xem mắt lại là Tịch Si Thần, hại mình không dám kêu đồ ăn luôn. Đói chết rồi nè. Anh phát trách. Đều có phần. Đây, ăn một cái. Mình không bằng một con chó con luôn. Nè, ăn nữa đi, ăn chậm thôi. Ăn đi. Cô là ai vậy? Hả? Tại Tịch Si Thần hết á. Làm sao đây? Mình quên mất là mình đã quá trang luôn. Anh nhận ra em chưa? Quỷ hả? Hả?
Đúng là quỷ, quỷ chết đói. Ê, nè, anh nói cho em nghe, sao anh phải mời em ăn cơm vậy? Tại anh làm tổn thương tâm hồn yếu đuối của em á. Thật sự không nhìn ra yếu đuối chỗ nào luôn. Vì đi xem mắt mà em quá trang thành như vậy, em còn không yếu đuối sao? Xem mắt? Em đổi cái tóc giả này đi xem mắt hả? Người ta phản ứng sao vậy? Có bị em chọc tức rồi bỏ đi hay không? Người ta phong độ hơn anh nhiều. Hèn gì mà lại không được ăn no. Xem ra là ở trước mặt người khác giả làm cô gái dịu dàng chứ gì. Em ở trước mặt người em thích, trước giờ không có giả bộ. Vậy thì em ở trước mặt người em thích em sẽ làm gì? Em sẽ học con trai người ta đi giật tóc của các cô gái trẻ hả? Giật tóc gì chứ, em đâu có bị đồng tính đâu. Vậy em cũng không thể kỳ thị những người con trai để tóc dài, phải không? Sao vậy? Anh để tóc dài hả? Anh dám để thì em dám giật á. Em làm cái gì vậy? Ngoan mì đi. Nhưng mà An Kiệt nói dễ theo đuổi thì cũng dễ. Anh biết tính cách của An Kiệt á, thứ nhất chính là làm cô ấy quen với sự thân mật của anh. Tốt nhất phải có chút tiếp xúc cơ thể. Đang xem gì vậy? Còn cái thứ hai, đó chính là có chung sở thích. Alo, thư ký Chân, giúp tôi xem thử gần đây có triển lãm nghệ thuật không? Thưa tổng giám đốc, tôi đã tra rồi. Gần đây không có triển lãm nghệ thuật, nhưng có buổi đấu giá sản phẩm nghệ thuật. Được, đặt giúp tôi nha. Dạ. Có muốn đi cùng không? Tôi đâu có giàu có như anh Tịch đâu. Đi xem người ta dơ bản hả? Anh Tịch à, tôi thấy anh đứng ở đây đã rất lâu rồi. Có phải anh tìm tôi có việc gì không? Mạc Gia Trân, bạn của cô Mạc Gia Trân đã giúp tôi một việc. Tôi đang nghĩ sắp tới sẽ dùng cách gì báo đáp cho cô ấy. Ừ. Gia Trân. Ừ. Gần đây cô ấy đòi làm luật sư, nhưng mà không tìm được văn phòng luật sư nào thích hợp chịu nhận cô ấy. Ồ. Còn gì không? Tại sao lại thành ra anh với em đi dạo công viên hả? Chứ không phải anh muốn tới hả? Nhưng mà anh không nói là đi cùng với em. Anh đừng nhỏ mọn quá mà. Em không có nơi nào để đi. Em bây giờ nên làm nhất là quay về nhà thay một bộ đồ khác và tẩy trang. Chắc là anh không có chê em đâu ha. Con mắt nào của em nhìn thấy anh không chê hả? Hai con. Xin chào. Sao bữa nay cậu không dắt chó ra đây vậy? À, buổi tối, có thể là buổi tối tôi sẽ đưa nó dạo một vòng. Tạm biệt. À, đi thôi. Anh cũng nuôi chó hả? Hả? Mấy con chó lang thang ở gần đây buổi tối không có gì làm, anh thường đưa bọn nó đi dạo một lúc.
Alo, xin chào. Có thật không? Cảm ơn, cảm ơn. À, thật tốt quá. Mỹ Thượng thông báo cho em đi phỏng vấn nè. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng em. Này, cái đó em xuống trước đã. Alo An Kiệt, mình nói cậu biết một tin tốt nè. Mình có việc làm rồi, cuối cùng cũng không còn là kẻ thất nghiệp nữa. Vậy sao? Vậy cũng rất thuận lợi đó. Chúc mừng cậu nha. Tuy là quá trình có chút kỳ lạ. Nhưng mà kết quả thì vẫn tốt. Cuối cùng mình có thể chứng minh với mẹ mình, mình là người phụ nữ của thời đại mới. Vậy tiếp theo cậu có dự tính gì? Hay là mình mời cậu ăn cơm, xem như chúc mừng cho cậu? Chúc mừng là đương nhiên. Nhưng mà lát nữa mình còn có một số chuyện, gặp giải chút nha. Ừ, được thôi. Vậy lát nữa điện thoại ha. Tạm biệt. Ừ, tạm biệt. Tình cờ quá ha. Em có thể đừng có lần nào xuất hiện cũng đều không bình thường không? Nó tên gì vậy hả? Tên của nó là Gông. Đặt cái tên gì thẳng tuột vậy? Gông. Sủa rất hay á. Anh. Bổn tiểu thư tới là để nói với anh một tin tốt nè. Là gì? Em đậu phỏng vấn rồi. Em đến để mời anh đi ăn. Em đậu rồi, anh mời hả? Đúng là anh phải mời, em chưa có luôn mà. Đi thôi. Muốn ăn cái gì? Ăn cái gì hả? Nhìn cái gì vậy? Thích thì theo đuổi đi. Đi 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 đi, đi tỏ tình. Trời ơi, để em dắt nó cho. Em nói anh biết, nếu thích là phải tranh giành. Anh tỏ tình với cô ấy cũng lắm bị từ chối một câu. Chúng ta có thể làm bạn, vậy thì làm bạn thôi. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà. Còn đứng đó nữa. Trời ơi, đi đi, nhanh lên nhanh lên. Đừng để em nói anh nữa nha. Lần trước là chị, lần này là ba em đó. Mùi gì sao hả? Cũng ngon nữa. Đi xem phim đi nha. Được. Đi thôi. Mặt da trơn, cậu đúng là ngốc thiệt mà. Em cũng đâu có cần lớn tiếng nói là mình ngốc đâu chứ. Anh sao rồi? Hí hí, thất bại hả? Chưa. Vậy là thành công rồi sao? Cũng chưa. Nghĩa là sao đây? Quấy đi rồi, rời khỏi nhà hàng. Vậy được rồi, nhân dịp anh bị thất tình, bữa cơm này em mời. Không phải em cũng chưa được nhận lương hả? Thiệt tình á, tiền để mời một bữa ăn chị đây vẫn có mà. Bên đó là một nhà hàng cực kỳ ngon, đi thôi. Đi. Mình cũng không biết sao lúc đó mình bị ma xui quỷ khiến còn xúi giục anh ấy đi tỏ tình.
Nếu anh ấy thành công rồi thì không phải mình có khóc cũng không kịp sao? An Kiệt, mình vẫn chưa chính thức có tình yêu, sao lại cảm thấy mình sắp thất tình rồi vậy? Chẳng trách cậu nói với mình là cậu có việc. Thì ra đi hẹn hò với người mà cậu thích hả? Nói đi, rốt cuộc là anh chàng đẹp trai nào xui xẻo mà được cậu thích vậy? Trời ơi, có nói cậu cũng không biết đâu. Vậy sao? Hôm trước mình còn định giới thiệu cậu đi xem mắt anh phát tranh nữa, cũng may bị anh ấy từ chối. Hả? Anh ấy từ chối? Sao anh ấy từ chối chứ? Bởi vì cậu quá năng động, anh ấy sợ không quản nổi. Alo, Gia Trân. Alo, cậu còn đó không? Không sao, cậu nói đi An Kiệt. Phải rồi, chúc mừng cậu phỏng vấn thành công một lần nữa. Cảm ơn An Kiệt. Mình có thể có được cơ hội làm việc lần này cũng là gì. Cô Mạc à, tôi hy vọng là chuyện này cô có thể giúp tôi giữ bí mật. Không có gì. Được, mình tắt máy đi, tạm biệt. Hạt xinh đẹp ơi, em nói đi, chuyện tình cảm sao phức tạp vậy chứ? Mình hiểu ra rồi. Yêu đơn phương chính là một sự thất tình kéo dài, ngay đến tư cách khóc cũng không có. Sau này mình phải sống thật là tốt, làm việc thật tốt. Như vậy tất cả mọi người đều nhìn thấy được là mình đang cố gắng. Mình phải thường xuyên đắp mặt nạ, vậy thì anh ấy sẽ cảm thấy mình càng ngày càng xinh đẹp, sẽ nhìn mình thêm vài cái, nói chuyện với mình nhiều hơn. Sau đó sẽ từ từ thích mình thôi, có đúng không? Hạt xinh đẹp sao không nói chứ? Mau nói đúng đi hạt xinh đẹp. Sao không gật đầu? Gật đầu, gật đầu. Xem như em đồng ý rồi nha. Chào mọi người, tôi là Mạc Gia Trân, đồng nghiệp mới đến của bộ phận pháp vụ. Lần đầu gặp mặt, mang đến chút quà nhỏ cho mọi người nha. Xin chào. Cảm ơn. Xin chào. Trời ơi, cái này là gu bên đó. Xin chào. Ý, đúng là hiệu mình thích của này cô đây. Thích quá đi mất. Là gu bên nè. Trước đây tôi đã từng dùng nhãn hiệu này rồi. Tôi biết là cái này chuyên làm về tinh dầu dưỡng ẩm tự nhiên. Trước đây sản phẩm của tôi dùng chính là, à đúng rồi, dòng sản phẩm các loại hạt, hiệu quả rất đúng tốt. Đúng á, chính là gu bên. Tôi thấy dáng vẻ của cô như vậy không cần dùng sản phẩm tốt đâu. Hay là cho tôi đi. Nhan sắc của tôi làm sao hả? Mảnh đất đang khô càng động lớn, còn có sự thấm nhuần của nước mưa nữa. Mà này chị gái, sao thứ gì tốt chị cũng muốn giành vậy hả? Này này, không cần tranh giành, không cần tranh giành. Chỗ tôi còn có cái này, cho cô loại tinh dầu hạt hoa hồng nha. Vẫn còn nữa nè. Cái này có thể kết hợp với kem dưỡng, hiệu quả chắc chắn là rất tốt. Đây là công ty quảng cáo Mỹ Thượng, không phải cửa hàng bán lẻ của Google. Nghe nói cái người đó là người do tổng giám đốc Tịch tuyển chọn, sao cũng chạy tới đây lấy lòng chúng ta vậy chứ? Chung cư Vạn Ái, ngôi nhà mãi mãi của chúng ta. Được rồi Diệp Lận. Em đến rồi hả? Lâu rồi không gặp. Thực ra cũng không lâu lắm. Anh cảm thấy rất lâu đó. Sau khi quay quảng cáo xong, không có tin gì của em hết. Có một vấn đề em muốn hỏi anh. Em nói đi. Có phải anh từng ra nước ngoài không? Anh... Chuyện này anh sẽ xử lý ổn thỏa. Để xem. Được rồi, chuẩn bị xong hết rồi. Vào trước đi. Anh đợi tôi một chút. Thật ngại quá, còn có chuyện cần phải xử lý. Có mấy câu lời thoại thôi. Đợi tôi một lát đi. Bây giờ mấy giờ rồi? 6:10. Sao anh không đeo đồng hồ tôi tặng anh chứ? Xin lỗi, đồng hồ em tặng anh nhất định sẽ giữ gìn. Thôi được, lý do này của anh cũng được thông qua.
Vậy để đáp lại chiếc đồng hồ, tối nay anh mời tôi đi ăn nha. Không có vấn đề chứ? Ờ, thật sự là anh còn có chuyện cần xử lý em ạ. Tôi bằng lòng đợi mà. Ok. Lát nữa gặp. Được, 8 giờ anh tới đón em. Về trước đi. An Kiệt, thật ra anh chính là Elvis. Khoảng thời gian đó đúng là anh đang ở nước ngoài. Đây là ghi nhận xuất nhập cảnh của anh. An Kiệt, anh mới là Elvis. Đây là đồng hồ anh tặng em. Em quên sao? Anh mới là Elvis. Cậu ta là kẻ nói dối. Anh là Elvis. Cậu là kẻ nói dối. Tôi mới là Elvis. Tôi là Elvis. Tôi là Elvis. An Kiệt, tin anh đi. Anh ta là kẻ nói dối. Hãy tin anh. Cậu mới là kẻ nói dối đó. Tôi là Elvis. Đủ rồi, đừng tranh cãi nữa. Hai người đều không phải là Elvis trong lòng tôi. Chị ơi. Ai? Ngọc Lưng, sao em không đi ngủ đi, khuya như vậy rồi hả? Sao vậy? Có phải em bị sốt không? Bị sốt thật rồi. Mau nằm xuống mau lên. Chị đi tìm anh của em qua đi. Chị ơi. Chị ơi. Em làm sao vậy? Chị chỉ đi tìm anh qua đây thôi, sẽ quay lại ngay mà. Được không? Ngoan, nằm xuống nha. Ngủ một chút ha. Cũng may không bị sốt cao. Ngủ một giấc trước đi, nghỉ ngơi một lát rồi tính. Không cần uống thuốc hạ sốt sao? Thật ra bị sốt cũng là một cách miễn dịch tự nhiên của cơ thể. Nếu không bị sốt quá cao, chắc sẽ không sao đâu. Không ngờ anh lại biết nhiều tới vậy. Ngọc Lân lúc còn nhỏ sức khỏe thường rất yếu. Lúc đó dì Tinh và chú Giảng cũng không ở bên cạnh. Chỉ có tôi bên cạnh chăm sóc cho nó. Bây giờ sức khỏe của nó tốt rồi. Có thể hai hôm nay bị cảm lạnh thôi. Nhìn anh đúng là rất thích con nít đó. Nếu tương lai tôi có một đứa con, tôi nhất định rất yêu thương nó. Làm tôi giật mình, cứ tưởng cô bị sốt chứ. Không sao là được rồi. Cô sao vậy? Không sao. Chỉ là tôi đột nhiên nhớ tới một người. Elvis. Elvis. Oh.
Anh đã từng hy vọng rằng có một ngày thức dậy có thể nhìn thấy em ngủ. Anh rất mong muốn thoải mái tự nhiên như vậy mà nhìn em. Sau đó em mở mắt ra, có thể mỉm cười với anh. Ngọc Lân sao rồi? À, hết sốt rồi, đỡ hơn rồi. Chào buổi sáng. Chào. Để Ngọc Lân ngủ thêm một lát, tôi đi lấy đồ ăn cho nó. Tổng giám đốc Dương, số tài liệu này cần cô ký tên đó. Để đó đi. Ừ, dạ. Tổng giám đốc Dương, cô sao vậy? Cô có tâm sự hả? Cô không cần quan tâm, ra ngoài đi. Dạ. Nè Ngọc Lân, ăn cháo đi. Nào. Cảm ơn nha. Được cách sáu. Wow, là cháo đậu xanh mà em thích ăn nhất. Nè, ăn một chút đi. Ngon quá đây. Có biết trong này có gì không? Mật ong. Thích quá, thích quá. Có cần tôi giúp cô không? Không cần. Ừ, ăn nhiều một chút. Anh có điện thoại kìa. Hả? Alo. Em lớn vậy rồi, tự ăn đi. Tôi biết rồi. Alo Lộ Lộ, bây giờ tâm trạng của tôi rất tệ, chuyện có dịp lần để nói sao được không? Không phải đâu chị Á Lợi, chị có thể tới chăm sóc Tiểu Tiểu được không? Tiểu Tiểu? Nó bị làm sao? Dịp lần đâu? Hôm nay Tiểu Tiểu làm xét nghiệm, còn có người bên cạnh, lão đại anh ấy xảy ra chuyện rồi. Cái gì chứ? Xảy ra chuyện gì? Sư Gia Trân, nhanh lên đi. Ờ, được. Cái gì? Nghiêm trọng tới vậy à? Phía người nhà nói sao? Cho nên dịp lận cần phải xin lỗi người ta, cần phải xin sự tha thứ của người bị hại. Nhưng tôi đoán cậu ấy không đồng ý, ngại tha thứ. Nhưng mà cậu ấy không chịu, cho nên... Người ta cũng từ chối hòa giải. Còn Phan Thanh Hà nhất định phải giữ cậu ấy ngồi tù. Một câu xin lỗi cậu ta cũng không nói sao? Giám đốc Tịch,
pháp luật quy định phải có giấy phép luật sư mới được đi thăm Diệp Lận. Anh tới đó cũng không làm được gì. Là anh không thể tới. Không được, chuyện này ồn ào quá rồi, tôi nhất định phải tới. Vậy được, anh tới đó thì ở cổng chờ tôi. Bây giờ nói chuyện với Diệp Lận trước. Cô với cậu ấy là bạn học, cô khuyên nhủ xem. Có thể cậu ấy sẽ nghe lời cô, nhất định phải giúp cậu ấy. Tôi biết rồi. Cậu làm sao vậy? Giám đốc Tịch với người của công ty phái mình tới là để tìm hiểu tình hình, để giúp đỡ cậu. Chuyện gì cậu cũng không nói thì sao mình giúp đi? Mình không có gì để nói hết. Không có gì để nói? Cậu không có gì để nói vậy cậu muốn ngồi tù hả? Sao mình phải ngồi tù chứ? Mình tin tưởng pháp luật sẽ công bằng. Không lẽ không phải sao? Được, Diệp Lận, coi như cậu giỏi. Mình xin cậu, cậu nói gì đi. Rốt cuộc chuyện này là sao? Không phải cậu cố ý đó chứ? Không có. Vậy rốt cuộc chuyện này là sao? Cậu nói ra thì sẽ chết hả? Đúng. Diệp Lận, mình thật sự muốn giết cậu á. Đại thiếu gia của tôi ơi, mình xin cậu, cậu phải nói cho mình biết mọi chuyện là sao. Cậu phải nói ra đi, mình sẽ giúp cậu. Mình sẽ giúp cậu mà. Được. Không nói cũng được. Không nói thì mình sẽ liên hệ với người bị hại. Cậu phải xin lỗi người ta. Dù sao thì cậu là người động tay động chân trước. Nói xin lỗi cũng không có gì hết. Tuyệt đối không thể. Alo, An Kiệt hả? Trên báo sao? Chuyện này bây giờ mình cũng không nói được. Giám đốc Tịch, giám đốc Tịch không có cho mình nói. Mình cũng hết cách thôi. Hả? Cậu muốn tới đây sao? Cậu đừng có tới mà, cậu có tới cũng vô ích. Alo, alo. Gặp được Diệp Lận rồi à? Cậu ấy nói sao? Đừng nhắc nữa, Diệp Lận cứng đầu lắm. Tôi nói sao cậu ấy cũng không chịu kể với tôi là xảy ra chuyện gì. Kêu cậu ấy xin lỗi người ta, cậu ấy cũng không chịu. Tôi mà là người bị hại tôi cũng không tha thứ đâu. Cô không nói cho cậu ấy tính nghiêm trọng của chuyện này sao? Sao tôi lại không nói? Tôi nói khô miệng luôn mà cậu ấy cứ làm như không có chuyện gì hết á. Nếu không phải đang ở chỗ này thì tôi đã đánh cậu ấy rồi. Vậy đi, nếu như tôi nói xin lỗi với người bị hại thay Diệp Lận, hoặc là tôi bồi thường một chút viện phí hay một chút tổn thất tinh thần thì sao? Giám đốc Tịch, làm vậy không được. Theo tôi biết thì người bị hại là người vô cùng giàu có, gia cảnh vô cùng tốt luôn. Tiền không thể giải quyết được chuyện này. Cứ nói xin lỗi thôi. Người ta năm đời độc đinh được nuông chiều từ nhỏ, còn cứng đầu hơn Diệp Lận nữa. Giám đốc Tịch ơi, anh đừng lo lắng quá nha. Thuyền tới đầu cầu ắt sẽ thẳng, không chừng tới lúc đó lại có cách giải quyết. Chỉ là cơ hội có vẻ hơi mờ mịt thôi. Vậy anh nói coi phải làm sao đây? Con người Diệp Lận tuy bình thường cũng tùy hứng, dễ nổi nóng, nhưng mà bản chất không hề xấu. Khiến cậu ta có thể ra tay đánh người, chắc chắn bên trong có chuyện gì đó. Anh nói cũng có lý. Nhưng vấn đề bây giờ là chúng ta hỏi cái gì anh ấy cũng không nói, có ẩn tình gì cũng không biết. Với lại làm sao? Với lại có một tin xấu nữa là An Kiệt cũng biết chuyện này rồi, cậu ấy sắp tới đây. Tôi đã nói cô đừng nói cô ấy biết mà. Không phải, chuyện này bây giờ đã ồn lắm rồi, truyền thông biết hết rồi mà, đâu còn tôi kể cho cô ấy đâu. Hay là chúng ta đi trước đi. Nếu không lát nữa An Kiệt tới, anh sẽ không ứng phó được. Chuyện nên tới sớm muộn cũng tới. Cứ ở đây chờ cô ấy đi. Được thôi. Đã biết rõ bản thân là người công ty tập trung để lăng xê thì phải biết nắm chắc cơ hội lần này để cống hiến hơn nữa cho công ty. Bây giờ thì hay rồi, tự nhiên lại lòi ra vụ án này. Phó giám đốc Từ và các anh chị,
Dịp lận của chúng ta tuy là bình thường có hơi tùy hứng, nhưng đó cũng là cá tính của anh ấy, không phải sao? Cá tính? Cá tính cái gì chứ? Cá tính cái gì? Là vô tri ấu trĩ thì có. Ấu trĩ. Tôi xin lỗi. Là tôi làm gì không tốt. Tất cả do tôi. Thiệt tình. Giờ là lúc nào rồi mà Lộ Lộ còn tắt máy? Bây giờ chuyện ồn ào tới như vậy, không biết Diệp Lận ra sao rồi. Nó quá đi. Chị Á Lợi ơi. An Kiệt, sao cậu thấy nhanh vậy? Tịch Si Thần, chẳng lẽ anh không có gì để giải thích hay sao? Tôi phải giải thích cái gì chứ? Rõ ràng anh đã biết từ lâu rồi, tại sao không nói cho tôi biết chứ? Anh lén la lén lút chạy tới đây để làm gì? Tôi lén lén lút lút sao? Chẳng lẽ mỗi ngày làm gì tôi cũng phải báo cáo cho cô? Chuyện này đương nhiên anh phải có nghĩa vụ cho tôi biết. Diệp Lận là người đại diện phát ngôn của chung cư Giảng Ái, còn tôi là người phụ trách. Tôi có nghĩa vụ và trách nhiệm phải biết tất cả mọi chuyện liên quan. Huống hồ còn là chuyện nghiêm trọng như vậy. Cô kích động như vậy làm gì? Lấy danh nghĩa công việc quan tâm bạn trai cũ sao? Tịch Si Thần, anh hãy bớt chăm chọc đi. Chung cư Giảng Ái hiện tại là hạng mục quảng cáo quan trọng nhất của Giảng Thị, còn tôi là người phụ trách quảng cáo, tôi bắt buộc phải có trách nhiệm với nó. Gia Trấn, anh ấy bây giờ sao rồi? Đừng nói cho cô ấy. Gia Trấn, cậu phải nói cho mình tôi biết. Tôi là sếp của cô. Mình là bạn thân của cậu, cậu nói đi chứ. Gia Trấn. Có chuyện gì mà nói lớn tiếng vậy? Ồn ào chuyện gì? Muốn cãi nhau thì về nhà mà cãi. Chẳng phải cô gái này là luật sư sao? Sao cô không khuyên giùm đi? Một người là bạn thân, một người là sếp của tôi. Anh kêu tôi khuyên kiểu gì đây? Hay là anh bắt lại hết giùm tôi đi? Có được làm vậy? Vậy kiểu gì vậy? Không biết nữa. Đừng nói nữa. Các anh chị, các lãnh đạo, tôi xin lỗi. Tôi sai rồi. Xin mọi người tha thứ cho tôi. Nhưng mà hôm nay chúng ta ngồi họp ở đây chắc không phải là đại hội đấu tố đó chứ. Ý của giám đốc Tịch là muốn chúng ta dùng mọi khả năng vượt qua khó khăn, nghĩ ra cách có lợi nhất để giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực. Cho nên các anh chị có ai có biện pháp nào để giải quyết vấn đề không? Truyền thông đi đầu. Tôi cho rằng bây giờ chúng ta nên làm việc với các kênh truyền thông và phóng viên trước, để thu hẹp nhiều nhất có thể phạm vi truyền bá những tin tức tiêu cực về Diệp Lận. Tôi nghĩ là chúng ta có thể tạo ra những tin tức khác để đổi hướng sự chú ý của dư luận. Anh nói đúng á. Đúng cái gì mà đúng chứ? Ý kiến tôi vậy mà. Việc bây giờ chúng ta nên làm nhất á, đó là nghĩ cách làm sao để giúp tên nhóc kia thoát tội danh của ý gây thương tích đi kìa. Phải giám đốc Tư, hẹn chị anh là lãnh đạo cao nhất của chúng tôi. Đi. Tôi đi làm ngay đây. An Kiệt, cậu đừng có giận nữa ha. Mình nghĩ có lẽ Diệp Lận không có chuyện gì đâu. Hay là cậu về trước đi được không? Hay là cậu đưa mình vào trong gặp Diệp Lận đi. Mình có chuyện muốn nói với anh ấy. Nè, cô hiểu pháp luật một chút được không? Diệp Lận bây giờ là người bị tình nghi, không phải cô nói muốn gặp là gặp được. Anh cần thiết cứ phải nhắm vào tôi vậy không? Tôi không có nhắm vào cô, tôi chỉ nói ra. An Kiệt, cậu đừng nóng nữa ha. Giám đốc Tịch nói thật đó, bây giờ chỉ có luật sư mới gặp được Diệp Lận thôi. Thật à? Sao mình lừa cậu được chứ? Hay là vậy đi, cậu cứ đi về trước nha. Có chuyện gì mình sẽ thông báo cho cậu được không? Vậy cũng được. Giờ cậu đưa mình về đi. Hả? Đi với tôi đi. Đúng lúc tôi phải về nhà họ Giảng. Đi chung đi. Không cần, tôi không thích ngồi xe của anh đâu. Gia Trương, cậu đưa mình về đi. Mình xe của mình. À, mình nhớ rồi. Lúc nãy chú cảnh sát muốn mình ở lại đây để làm cái gì mà các thủ tục kèm theo á. Cậu cứ việc ngồi xe của giám đốc Tịch mà về đi.
Cô nhìn tôi như vậy làm gì? Rốt cuộc tôi đã làm gì khiến cô hận tôi? Tôi đã bỏ bao nhiêu tâm huyết cho cái quảng cáo này, tôi tin là anh đều biết hết. Bây giờ người đại diện quảng cáo này xảy ra vấn đề lớn như vậy, anh không chỉ không giúp tôi, lại còn giấu không cho tôi biết nữa. Tôi làm như vậy là vì sợ cô không vui, sợ cô buồn phiền. Vậy sao? Tôi lại không nhìn ra được anh tốt như vậy. Cô chủ, cậu Tịch, hai người về chung với nhau hả? Cậu Tịch làm sao vậy? Đừng để ý anh ấy làm gì, anh ấy bị khùng đó. Alo, tôi đi. Tôi biết rồi. Vậy các cô có đưa luật sư đi lấy ban phim quay quán bar tối đó không? Giám đốc Tịch, bây giờ tôi đang ở cửa quán bar nè. Nhưng mà lại không khéo là camera nơi diễn ra sự việc đó của quán bar bị hư rồi. Sao trùng hợp vậy được? Đúng lúc này lại hư camera. Tôi cũng không tìm thấy nhân chứng có lợi tại hiện trường. Những nhân viên của quán bar đều nói là không biết gì hết. Bây giờ làm sao đây giám đốc Tịch? Tôi biết rồi, tôi về công ty ngay. Dì Lâm, cô giảng đâu? Cô chủ vừa nhận được một cuộc điện thoại xong liền ra ngoài rồi. Điện thoại? Dì có nghe được gì không? Hình như là hợp hành gì đó. Nói là phải nghiên cứu thay đổi người đại diện quảng cáo gì gì. Tôi cũng không rõ lắm. Nghe xong điện thoại thì cô ấy vội vàng đi luôn. Giám đốc Du, anh là lãnh đạo cao cấp của tập đoàn Giản Thị. Hôm nay anh đại diện Giản Thị tới họp với chúng tôi. Kỳ thực ý của anh chúng tôi đều hiểu, chính là khởi binh hỏi tội thôi. Nhưng mà xin anh hãy yên tâm, mỹ quan chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm sai lầm mà Dịp Lận mắc phải lần này và những ảnh hưởng tiêu cực nó dẫn tới nữa, được chứ? Tất nhiên là các anh phải gánh vác tất cả trách nhiệm. Những tổn thất kèm theo phải tính toán ra sao, đến chừng đó nói sau đi. Còn tôi nhận ủy thác của chủ tịch Giản Chấn Lâm, tôi tới đây để cố hết sức nhanh chóng giảm thiểu những tổn thất mà lần quảng cáo này đem lại cho chúng tôi, lập tức thay đổi người đại diện là Diệp Lận, bắt đầu tìm một người mới để quay lại một quảng cáo khác là vừa đó. Được, chúng tôi sẽ làm như vậy. Tổng, nói cho mọi người biết, trước mắt Diệp Lận vẫn chưa bị phán quyết là có tội. Nếu lúc này nói sự nghiệp diễn xuất của anh ấy kết thúc, có phải hơi quá đáng không? Trên mạng đưa tin Diệp Lận vẫn luôn kiêu căng ngạo mạn, thường đã đánh người không phải là lần đầu, có đúng như vậy hay không? Cả đều là tin đồn. Diệp Lận là nghệ sĩ, tôi đích thân ký hợp đồng, tôi hiểu rất rõ con người cậu ấy. Cậu ấy cực kỳ có trách nhiệm, hơn nữa còn hiểu lễ nghĩa. Một nghệ sĩ như vậy, tôi và Mỹ Thường cùng với tất cả nhân viên làm việc trong tập đoàn Nhật Nhĩ đều lựa chọn tin tưởng Diệp Lận. Chúng tôi sẽ cùng Diệp Lận cùng tồn vong. Đúng á, mong mọi người tin tưởng Diệp Lận. Tổng à, người đại diện Giản Thị tới rồi, làm sao đây? Để người của Mỹ Thường ra mặt trước, nếu không được tôi mới ra mặt. Chủ tịch Du, có thể nghe tôi nói vài câu được không? Sự việc đánh người lần này khiến cho mọi chuyện hỗn loạn. Tôi tin các vị ngồi đây cho là Diệp Lận cũng giống như những gì tin tức đã đưa, kiêu căng ngạo mạn, không lễ nghĩa. Nhưng mà tôi từng là bạn học của anh ấy, tôi có thể đứng ra đảm bảo. Mặc dù anh ấy có hơi tùy hứng và cũng rất nóng tính nữa, nhưng thật sự anh ấy là một người rất tốt. Lúc anh ấy còn đi học, gia cảnh cũng không được tốt, nhưng vẫn tự nguyện dùng tiền học bổng của mình để giúp đỡ những bạn học có hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy tôi cảm thấy sự việc lần này chắc chắn anh ấy có lý do riêng. Tôi hy vọng. Được rồi, cô Giảng à, bây giờ nói những chuyện này có ích lợi gì chứ? Tôi biết bây giờ tôi nói gì cũng vô ích thôi, mọi người sẽ không tin tôi. Nhưng quảng cáo căn hộ Giản Ái trước giờ là do tôi phụ trách. Tôi có trách nhiệm và nghĩa vụ giảm ảnh hưởng tiêu cực của nó xuống mức thấp nhất. Sự thật đang bày ra trước mắt chúng ta, phương pháp tốt nhất giảm thiểu tổn thất chính là đổi Diệp Lận thành người khác. Nhưng mà đổi người thay một người khác sẽ khiến mọi người cảm thấy phương diện tuyển người của Giản Thị có vấn đề.
sẽ khiến cho những khách hàng tiềm năng đánh mất lòng tin với cả hạng mục bất động sản. Nghe cô nói như vậy cũng có chút hợp lý. Nhưng mà hiện tại Diệp Lận lại gây ra một lỗi nghiêm trọng như vậy. Cho nên tôi hy vọng ông, hy vọng các vị lãnh đạo đang ngồi đây có thể cho tôi thời gian 2 ngày không? Chỉ 2 ngày thôi. Tôi sẽ dùng thời gian này để tìm ra chân tướng của sự việc, cho tất cả nhân viên liên quan có câu trả lời. Nhưng mà về phía chủ tịch Giảng thì... Về phía chủ tịch của Giảng thị, tôi sẽ nói với ông ấy. Thật ra tình hình cụ thể ngày hôm đó tôi cũng không được rõ cho lắm. Tối hôm đó tôi vẫn luôn ở trong quán chào hỏi khách khứa. Đại minh tinh của 2 người lúc ban đầu vẫn ở trong quán, nhưng sau đó thì không biết tại sao lại đi ra ngoài. Anh ấy đi ra ngoài một mình hay là đi với người khác? Chỉ một mình, chỉ một mình. Vậy sau khi anh ấy ra ngoài có nhân viên nào khác nhìn thấy sự việc xảy ra ở bên ngoài không? Cụ thể thì tôi cũng không biết rõ. Tôi ở trong kia cũng bởi vì nghe thấy có người la lên nghệ sĩ đánh người kìa, tôi mới chạy ra ngoài coi. Lúc đó thì cảnh sát đã có mặt ở hiện trường. Xin hỏi anh thêm một câu nữa, vị khách bị đánh ngày hôm đó là khách quen của các anh đúng không? Anh ấy... Nè, còn không vô làm việc đi, nói bậy bạ gì đó. Dạ. Cho tôi hỏi. Hỏi gì mà hỏi, cảnh sát đã tới hỏi rồi không phải sao? Người công ty của mấy người cũng đã tới hỏi rồi, chúng tôi không hề biết chuyện gì hết. Đừng cản trở chúng tôi làm việc nữa. Nè, anh có thái độ gì vậy? Sao đây, thái độ của tôi vậy đó, bỏ không được hả? Anh à, bỏ đi, chúng ta về thôi. Alo. Cái gì? Dì Tinh à, dì tính thay thế Diệp Lận thật sao? Con đảm bảo với dì, Diệp Lận tuyệt đối không phải loại người như vậy. Nếu thay Diệp Lận trong lúc này sẽ ảnh hưởng rất lớn tới sự nghiệp của cậu ta. Xem xét tình hình trước mắt thì thấy chúng ta chỉ có thể làm như vậy thôi. Dì xin lỗi con. À, đúng rồi, con phải giám sát để người của biệt thự sắp xếp quay quảng cáo lại từ đầu. Tốt nhất là làm lại phương án quảng cáo thành một bản khác đi. Dì không muốn để cho người khác coi xong quảng cáo sẽ không liên tưởng tới tin tức tiêu cực của Diệp Lận, từ đó ảnh hưởng tới dự án căn hộ Giảng Ái của chúng ta. Dì Tinh à, mời vào. An Kỳ. Dì à, con gọi dì là gì? Con mới vừa gọi dì là gì hả? Cuối cùng con cũng chịu gọi dì một tiếng, dì thực sự thấy vui lắm. Con tìm dì có chuyện gì phải không? Là bởi vì chuyện của Diệp Lận. Dì có thể tạm thời đừng hủy bỏ thân phận người đại diện phát ngôn của Diệp Lận không? Cho con thêm chút thời gian, 2 ngày thôi, hoặc là 1 ngày. Con nhất định có thể tra rõ chân tướng sự việc, nhanh chóng cứu Giảng, ảnh hưởng tiêu cực tới Giảng thị, được không? An Kỳ à, khó khăn lắm con mới nhờ gì. Nếu như chuyện con nhờ là chuyện khác thì chắc chắn gì sẽ đồng ý với con. Nhưng mà gì à, quảng cáo căn hộ Giảng Ái là do con phụ trách. Hơn nữa đây là lần đầu tiên con chính thức tham gia một công việc quảng cáo, con vô cùng coi trọng nó. Hơn nữa Diệp Lận là bạn học của con, con rất hiểu rõ anh ấy. Anh ấy không phải là người như vậy. Mặc dù anh ấy tùy hứng, hơi nóng tính, nhưng mà anh ấy vẫn có chừng mực. Con cảm thấy trong việc này chắc chắn là có lý do gì đó. Cho nên chúng ta đã thay thế Diệp Lận chính là phương pháp giải quyết nhanh nhất, hơn nữa có thể làm giảm ảnh hưởng thấp nhất. Căn hộ Giảng Ái là hạng mục mà ba con luôn coi trọng, hơn nữa còn ảnh hưởng tới nguyên tập đoàn Giảng thị. Dì thực sự không thể đồng ý với con được. Thật sự một chút hy vọng cũng không có sao? Chẳng ăn kiện. Chuyện của Diệp Lận cô đừng nhúng tay vào. Diệp Lận là nghệ sĩ của tôi biết phải làm sao. Tại sao hai đứa con cứ phải đối chọi nhau? Dù sao thì mọi người cũng đang sống chung với một mái nhà mà. Sống chung hòa thuận đi con, không cần thiết phải lạnh lùng đâu. Với tính cách của cô ấy, dì thấy tụi con sống chung với nhau được sao? Nè,
đắng quá. Thêm đường thêm sữa rồi mà vẫn đắng hả? Tâm trạng của bạn không vui thì đúng hơn. Lo cho Dịp Lận sao? Tâm trạng của mình hiện giờ thích hợp uống rượu hơn. Nhưng mà tới việc đơn giản là uống rượu mình cũng không thể làm được. Dạ Trần ạ, có phải mình vô dụng lắm không? Mình hoàn toàn không thể giúp đỡ Dịp Lận, càng không thể giải quyết những vấn đề tiêu cực ảnh hưởng tới quảng cáo. Mình không thể tưởng tượng nổi là sự việc lần này với toàn bộ quảng cáo, thậm chí với giản thị, sẽ tạo ra ảnh hưởng tiêu cực lớn tới mức nào. An Kiệt ơi, Tịch Tổng còn hiểu lầm bạn vì lo cho Dịp Lận nên mới chạy đông chạy tây. Thật ra bạn chỉ lo lắng cho quảng cáo của bản thân, lo cho giản thị, lo lắng cho chú Giảng. An Kiệt, bạn đừng tự trách mình nữa. Nếu nói vô dụng thì người vô dụng nhất là mình nè. Mình là cô vấn pháp luật của Mỹ Thượng, lúc nhận được giấy chứng nhận hành nghề luật sư mình còn dương dương tự đắc. Kết quả khi thật sự gặp chuyện của Dịp Lận, một chút để mình dụng võ cũng không có. Chẳng lẽ thật sự không còn biện pháp nào khác sao? Ai, thôi mà An Kiệt, cũng không phải lỗi của bạn. Mỗi người đều có số. Hơn nữa tên xấu xa Dịp Lận này cũng thật quá đáng, cứ gây phiền phức cho chúng ta. Lần này hay rồi, tự đào một cái hố, tự nhảy xuống được không trèo lên được. Quan trọng nhất chính là còn ảnh hưởng tới quảng cáo của bạn, còn ảnh hưởng tới toàn bộ giảng thị. Mình nghe nói là sáng sớm ngày mai giảng thị sẽ mở cuộc họp báo công bố tin tức, sẽ tuyên bố hủy bỏ thân phận người đại diện quảng cáo của Dịp Lận. Đúng rồi, sáng sớm ngày mai mới tổ chức họp báo công bố, cũng có nghĩa là bây giờ chúng ta vẫn có thời gian. Mình sẽ không bỏ cuộc đâu. Đi, đi với mình tới quán bar một chuyến. Đây là... Làm vậy chúng tôi ngại quá. Cô có chuyện gì muốn hỏi cứ hỏi đi, chúng tôi chắc chắn sẽ nói hết cho cô biết chuyện gì. Đúng. Chúng tôi biết. Tôi chỉ muốn biết buổi tối hôm đó Dịp Lận tại sao lại đánh người. Xin lỗi cô nha, tối hôm đó chúng tôi thật sự cũng không nhìn thấy gì hết á. Đúng. Chủ yếu là bởi vì Đại Minh Tinh đó uống rượu say xong đi ra ngoài luôn. À đúng đúng đúng. Vậy trước khi anh ấy đi ra ngoài, lúc Dịp Lận uống rượu trong quán bar, có từng xảy ra tranh chấp với ai hay không? Chuyện này chúng tôi không có nhìn thấy. Nhưng mà trước khi người tên Dịp Lận ra khỏi quán, cái người bị đánh đó hình như đã ra khỏi quán bar trước một bước. Vậy hai anh có quen biết người bị đánh hay không? Nhân phẩm của người đó như thế nào? Ờ chuyện này tôi biết hai anh làm việc ở đây sẽ có chỗ khó xử. Yên tâm đi, tôi sẽ không nói với bất kỳ ai đâu. Vậy thì được. Vậy chúng tôi nói cho cô biết, cái người bị đánh hôm đó nên là tiểu bá Dương ăn chơi nổi tiếng ở khu vực họp đêm xung quanh đây. Nghe nói là cậu ấm nhà giàu, ra tay cực kỳ hào phóng, thường hay bao phòng mở tiệc. Bởi vậy mấy quán bar xung quanh đây đều phong người đó là tiểu thần tài. Hơn nữa đời sống cá nhân của người đó cực kỳ phóng túng, hắn ta thay người yêu y như là thay áo vậy đó. Đúng vậy, loại người như vậy ở trước mặt cảnh sát là giả bộ ngoan ngoãn con nhà lành, đúng là nực cười mà. Đúng vậy. Đúng rồi, nên chúng tôi cũng thấy oan ức cho anh nghệ sĩ đó. Nhưng mà buổi tối hôm đó đúng là rất trùng hợp, tại nơi mà họ đánh nhau đúng lúc không có bảo vệ, với lại camera cũng bị hư nữa. Vậy hai anh cố gắng nhớ kỹ lại, còn manh mối nào khác hay không? Hết rồi. Không có, chúng tôi biết gì nói cô nghe hết rồi á. Cảm ơn hai anh. Chào cô. Sao cô lại ở đây? Cô cũng tới giúp Dịp Lận tìm manh mối hả? Thật là không ngờ cô cũng quan tâm Dịp Lận như vậy. Sao đây? Cô muốn nối lại tình xưa với anh ấy hả? Cô nói cái gì? Tôi giúp Dịp Lận là bởi vì, thứ nhất, anh ấy là bạn cũ của tôi. Thứ hai, quảng cáo căn hộ giảng ái là do tôi phụ trách. Hiểu chưa? Cô không cảm thấy bản thân rất vô liêm sỉ hay sao? Rõ ràng cô và Dịp Lận chia tay 6 năm trước rồi, sao cô còn quấn lấy anh ấy như vậy chứ? Cô đang muốn thị quy với tôi có đúng hay không? Cô đang muốn nói, chỉ cần cô ngoắc ngoắc đầu ngón tay thì cả đám đàn ông sẽ quỳ rạp dưới chân cô đúng không? Cô nghĩ mình là gái bán qua đi kiếm tiền hàng đêm hả? Nè, có người cô ăn nói sao kỳ vậy? Cô đừng quá đáng nha. Giờ muốn đánh nha phải không? Muốn đánh thì đánh với tôi nè, đánh đi. Được rồi Gia Trân, bỏ đi. Chính sự quan trọng hơn. Chuyện nghiêm chỉnh gì chứ? Chuyện cần hỏi tôi đã hỏi, chuyện của Dịp Lận không cần cô phải nhúng tay vào. Có manh mối gì sao? Nếu như thật sự có manh mối, tôi còn đứng ở đây đôi co với cô hay sao? Thì ra cô không có manh mối. Không có manh mối mà tự tin vậy sao? Dương Á Lợi, nếu hôm nay cô muốn thể hiện tính khí của đại tiểu thư với tôi thì về nhà mà thể hiện, thứ cho tôi không thể tiếp. Tất nhiên cô muốn gây chuyện với tôi, đúng lúc hôm nay tâm trạng của tôi không vui. Đúng lúc tôi cũng có thể luyện với cô. Đánh đi. Bộ tiểu thư không thèm để ý hai người.
gái con kìa An Kiệt. Trời ơi, Dương Á Lợi mà dạy con gót vậy, tôi cầu cho cô ấy té trực chân luôn. Lúc đó tôi cười cho đã. Giảng thì sáng sớm ngày mai sẽ tổ chức buổi họp báo tuyên bố hủy bỏ thân phận người đại diện của Diệp Lận. Việc tổ chức họp báo này đồng nghĩa trực tiếp đưa ra bản án tử hình đối với sự nghiệp diễn xuất của Diệp Lận. Dù chúng ta có thể giúp anh ấy rửa sạch tội danh, nhưng cộng đồng mạng cũng sẽ dựa trên tin tức đó nhận định đúng là Diệp Lận đã phạm tội. Đó mới là chuyện tôi lo lắng nhất. Dư luận có thể giết chết người cô biết không? Hiện tại thời gian của chúng ta còn lại không nhiều, phải nhanh chóng nghĩ cách. Biện pháp thì tôi có. Chẳng lẽ thực sự không còn biện pháp nào khác nữa sao? Thật ra thì cũng không phải là không có cách nào. Là cách gì vậy? Chính là cầu xin. Cầu xin? Cầu xin ai? Chúng ta phải cầu xin ba người. Người thứ nhất chính là Diệp Lận, nhưng theo tình hình hiện tại chỉ có mình gặp được anh ấy, cho nên mình suy nghĩ kỹ rồi, phải làm mọi cách bắt anh ấy nói ra toàn bộ sự thật mới thôi. So với lãng phí thời gian tìm kiếm manh mối trên người của kẻ bị đánh đó, chi bằng đi tìm Mạc Gia Trân, kêu cô ấy gặp Diệp Lận, nghĩ biện pháp khiến Diệp Lận mở miệng, kêu cô ấy nói ra chân tướng sự việc. Người thứ hai chính là người nhà của người bị hại, nhưng mình nghe nói người ta là cậu ấm nhà giàu, không chừng còn khó nói chuyện hơn nữa. Mặc dù người bị hại là cậu ấm nhà giàu, nhưng chúng ta nhất định phải suy nghĩ biện pháp mới có thể hòa giải được. Để từ phó tổng đi làm việc này đi, cộng thêm thành ý của Mỹ Thường. À đúng rồi, cần phải đem theo đủ tiền mặt. Dù sao trên thế gian này không có ai chơi tiền nhiều hết. Người thứ ba chính là ba của bạn á, An Kiệt. Chỉ cần bạn thuyết phục được chú trì quản hoặc là hủy bỏ buổi họp báo, chúng ta vẫn sẽ còn thời gian giúp Diệp Lận tìm ra manh mối. Muốn giảng chứng làm hủy bỏ cuộc họp báo hoàn toàn không thể nào, nhưng mà để trì quản thì chỉ có một người có thể cầu xin. An Kiệt, mình biết rõ chuyện bạn không muốn làm nhất chính là cầu xin người khác, nhưng mà chúng ta hiện tại không còn cách nào. Được thôi, chúng ta chia nhau ra hành động. Bạn phụ trách bên chỗ Diệp Lận. Alo, từ phó tổng. À, được. Tôi hiểu rồi. Công ty cũng có cùng suy nghĩ với hai chúng ta. Từ phó tổng gọi điện cho mình kêu mình tìm gặp Diệp Lận, còn họ đi cầu xin người nhà của người bị hại. Vậy tốt thật. Không ngờ từ phó tổng bình thường bề ngoài rất khó gần, hóa ra lại là người biết suy nghĩ cho người khác. Không giống chủ tịch của công ty nhà bạn, máu lạnh vô tình. À, An Kiệt ơi, thật ra mình thấy Tịch tổng không xấu như vậy. Có phải cậu hiểu lầm rồi không? Mình không muốn nghe thấy tên của người đó. Chúng ta mau chóng hành động thôi, không còn thời gian nữa. Ờ, được. Tôi nói nè ông già, ông có bị điên rồi không hả? Con tôi bị thương như vậy, ông cầm chút tiền tới phá cho tôi hả? Tôi cho ông gấp đôi luôn. Cút, chuyện này chưa xong đâu. Ê, nè cậu. Đi mau đi. Camera bên ngoài quán bar hôm đó bị hư, nhưng mà không biết là có người nào đó đã quay lại đoạn phim đó rồi đăng lên mạng không. Tôi biết cơ hội rất nhỏ, nhưng mà cứ tìm thử coi sao. Con đứng đó để làm gì? Là muốn cầu xin cho bạn học tên Diệp Lận của con sao? Bà đã biết rồi à? Vì con đã nói cho bà biết hết rồi.
Vậy nên con mới đứng ở đây để thể hiện thành ý giúp người của con à? Sở dĩ con để ý tới chuyện này như vậy không phải hoàn toàn vì Diệp Lận là bạn của con đâu. Vậy chứ vì điều gì? Vì khu nhà ở Giảng Ái. Khu nhà Giảng Ái là dự án quan trọng nhất hiện nay của Giảng Thị. Từ lúc nào con đã bắt đầu quan tâm tới Giảng Thị vậy? Đương nhiên rồi, con là người của nhà họ Giảng mà. Nếu đã nói con là người của nhà họ Giảng thì con nên hiểu rõ quảng cáo này đối với Giảng gia chúng ta mà nói vô cùng quan trọng. Con cũng nên đứng về phía nhà chúng ta chứ. Với tình thế hiện nay, chỉ có thay đổi Diệp Lận này mới có thể giúp dự án giảm thiểu rủi ro. Anh Tịch à, tôi thật sự rất khâm phục thái độ không màng sự đời của anh. Công sức tôi bỏ ra vì quảng cáo khu nhà Giảng Ái sắp tan theo mây khói, anh đã hài lòng chưa? Em đói không? Dì Lâm à. Ta tổng, sao cô lại tắt điện thoại vậy? Tôi tìm được chứng cứ quan trọng giúp Diệp Lận rửa sạch tội danh rồi. Thật à? Đúng. Mau đi thôi, mọi thứ chuẩn bị xong hết rồi. Cô muốn tôi cứu Diệp Lận của cô thì ngoan ngoãn ở nhà đợi đi. Nhưng mà... Không nhưng vậy gì hết, hứa với tôi đi. Vậy anh phải nói được làm được đó. Dì Lâm đã nấu canh gà cho cô rồi đó, uống đi để nguội. Nhìn đi, Kim Thiếu lại uống sai rồi kìa. Đừng quay nữa, coi bộ cô gái đó tiêu rồi. Nè, mà cũng đâu phải lần đầu, quay cái này làm gì? Coi chừng bị cậu Kim nhìn thấy là cậu tiêu đời luôn đó, đừng có quay nữa. Cùng lắm thì xóa đi thôi. Nói không chừng á, còn có thể quay thành bản tin nóng luôn á. Làm gì vậy? Anh làm gì đó? Thằng nhóc thúi, như vậy không phải là phòng vệ chính đáng sao hả? Đây là dám làm việc nghĩa đúng chứ? Đúng, Diệp Lận lần này đúng là quá tuyệt vời. Quá tuyệt. Lão đại thật sự giỏi quá đi. Alo. Nhưng mà tôi vẫn không nghĩ ra, đây rõ ràng là chuyện tốt mà, sao Diệp Lận lại không cho chúng ta biết chứ? Đương nhiên là để bảo vệ danh tiếng của cô gái đó rồi. Tịch tổng, cậu coi đi, giờ chúng ta đã có bằng chứng chứng minh Diệp Lận trong sạch rồi. Và việc đầu tiên chúng ta cần làm là phải nên mau chóng mở một cuộc họp báo để làm sáng tỏ với truyền thông và dư luận hay không? Phó tổng tư, việc bây giờ chúng ta nên làm không phải là nên đón lão đại ra ngoài trước hay sao? À, đúng. Cậu coi tôi vui mừng quá không nghĩ được cái gì luôn nè. Vậy việc đầu tiên chúng ta phải làm đó chính là đón đại anh hùng hành hiệp trưởng nghĩa Diệp Lận của chúng ta ra. Đúng chứ tịch tổng? Lô Lô nói không sai. Trước khi mọi người nhìn thấy đoạn video này, tôi đã giao nó cho cảnh sát rồi. Cảnh sát đang điều tra chân tướng sự việc, đã tìm thấy cô gái hôm đó. Nhân chứng vật chứng đầy đủ, mọi chuyện rõ ràng. Người bị coi là bị hại trước đây, bây giờ chính thức bị bắt rồi. Tiếp theo, chúng ta có vài việc cần phải làm. Nhưng mà quan trọng nhất là bây giờ đi đón Diệp Lận trở về. Cuối cùng anh được thả rồi, em lo quá đi. Lão đại. Tôi cũng không biết đây có phải là sự thật hay không nữa. Thì bởi cô nè. Coi nè. Đó. Ê à, sao? Nè, mấy người coi đây có phải là đó sự thật không? Anh ấy vô tội rồi nè. Đó, đó. Thật
thật hả? Cũng thấy nhiều. Đúng rồi, đúng là chúng ta hiểu. Cái video sáng nay tôi cũng có coi nữa. Thì ra sự thật là bị vu quá. Thì ra lại hiểu rồi. Đúng rồi. Dịp lớn, 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 dịp lớn. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn đã dành cho tôi nhiều tình cảm. Dịp lớn, dịp lớn, dịp lớn, dịp lớn. Tôi nhất định sẽ tiếp tục cố gắng, biểu hiện ngày càng tốt hơn. Tôi tuyệt đối sẽ không khiến mọi người thất vọng. Nóng quá. Ây. Về rồi à? Nè, uống hết cái này rồi hãy đi ngủ. Dì Lâm nói mấy ngày nay anh không ăn cơm tử tế. Anh mau uống đi, đây là canh dì Lâm nấu mấy tiếng đồng hồ lần đó. Thơm lắm luôn, nè thử đi. Tôi không uống đâu, tôi sợ bên trong có độc. Anh... cô đừng có vội đi như vậy. Tự nhiên tôi thấy có hơi đói, hay là cho tôi nếm thử một chút được không? Ngon không đây ta? Ngon lắm đó. Mùi vị khá được đó. Cảm ơn. Không có gì. Mình nói rồi, mình không đi. Chớp cái gì mà chớp. Bạn đừng có dùng kiểu ánh mắt đáng thương đó nhìn mình nữa. Mình không có mắc bẫy đâu. Lần huấn luyện mở rộng này mình chắc chắn sẽ không đi. Mình đâu phải là người của Mỹ Thượng đâu. Nhưng bạn là một trong những người phụ trách quảng cáo. Hơn nữa bên giảng thì cũng nói huấn luyện mở rộng lần này chính là khen thưởng những nhân viên bên mảng quảng cáo như bạn. Bên cạnh đó, công việc quảng cáo mà bạn phụ trách kết thúc rồi, bạn cứ coi như đi giải khuây cùng mình đi ha. À Kiệt, sao bạn còn do dự vậy? Đừng do dự nữa mà đi đi. Xin bạn mà, đi đi. Vậy các bạn có những ai? Ý bạn là sao? Còn phải chọn người hả? Không phải. Mình chỉ muốn hỏi bạn hai câu. Thứ nhất, Diệp Lận có đi không? Thứ hai, Tịch Sì Thần có đi không? Thứ nhất, Diệp Lận bây giờ là thiên vương nổi tiếng, đi đến đâu cũng bị người hâm mộ với phóng viên dây kính. Anh ta có thể đi được sao? Thứ hai, Tịch Sì Thần là ai? Anh ta là ông chủ của Giật Nhĩ, sao có thể tham gia mấy cái kiểu hoạt động tập thể quy mô nhỏ còn chia theo công ty? Yên tâm đi. Bạn chắc chứ? Đương nhiên rồi. Là mình nói bạn không tin hả? Vậy được rồi, mình đi. Tốt quá rồi. Mình yêu bạn quá đi. Tập đoàn tàu điện ngầm Hải Cảng sẽ kéo dài thời gian đấu thầu quyền mở rộng tổng hợp trên trạm tàu điện ngầm. Cậu thấy sao? Tôi cảm thấy bọn họ muốn thêm chút thời gian để mà suy nghĩ thôi. Sao vậy? Bộ tôi nói sai hả? Hôm qua tôi nghe bạn bè nói tập đoàn tàu điện ngầm Hải Cảng đặc biệt tổ chức đoàn thể đi Mỹ thăm người đứng đầu của Liên Hàng Trọng Hoa, Lý Áo. Liên Hàng Trọng Hoa top 5 thế giới về quy hoạch bất động sản. Vậy là đúng rồi. Tiếp theo đây chúng ta phải làm sao? Âm thầm quan sát. Nhưng mà thật sự bây giờ tôi lo bên Mạch Cổ sẽ gây chút chuyện khó khăn. Chỉ có những người có cùng trí tuệ mới có thể chơi chung. Không cần để ý tới họ. Tóm lại đối với chúng ta mà nói, có thêm thời gian chuẩn bị là chuyện tốt. Tôi thấy hôm nay cậu vui như vậy, ngoại trừ quyền khai thác bất động sản ra còn có chuyện gì tốt nữa hả? Cậu cảm thấy giải quyết êm đẹp chuyện của Diệp Lận có phải là chuyện tốt hay không?